thấy thanh niên dắt theo hai cô gái có hành động lạ ở trong chợ. Người dân đến gần thấy cảnh liền không nhịn được cười. Theo đó, khi đang đi chợ, nhiều người đứng từ xa xa đã phát hiện có ba người đang có hành động vừa đi vừa nhún nhảy, trong đó bao gồm hai cô gái và một chàng trai. Cả ba đều mặc áo sơ mi caro, nữ thì mặc váy, còn nam thì mang quần jean, đầu có đội mũ lưỡi trai để ngược ra phía sau. Thấy cảnh tượng lạ xuất hiện ở trong chợ, nhiều người đã tò mò tiến lại gần xem thử, thì tá hỏa biết được sự thật khi trong ba người ấy chỉ có một thanh niên ở giữa là người thật, còn hai cô gái chỉ là hàng trưng bày. Từ video quay lại cho thấy, ba người được ghép nối với nhau bằng những thanh dài. Chính vì những khớp nối này đã giúp thanh niên đi giữa có thể điều khiển được hai em hot girl chân dài ở hai đầu cử động theo ý mình. Sự ăn khớp nhịp nhàng giữa ba con người cùng với đó là tiếng rao nghe có phần hơi khó hiểu đã khiến không ít người tò mò. Sau cùng khi lại gần và nghe kỹ, họ mới biết thanh niên này đang bán chanh, tắc và ớt. Nhờ chiêu thức độc lạ này, chàng trai đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và nhanh chóng bán cháy hàng nhờ sự trợ giúp của hai hot girl chân dài phiên bản pa ke. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kinh Doanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.